Hello mọi người, hôm nay mình sẽ bàn luận một chút về vấn đề fit hay là không fit top danh sách MGE dưới góc nhìn của một F2B thuần túy 100% như mình. Đồng thời mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách không để cho kẻ xấu cướp top MGE của các bạn nhé. Trước tiên, hãy nói về ưu điểm khi các bạn fit MGE. Fit MGE sẽ giúp cho những người chơi ở trong kingdom của các bạn giành được thứ hạng cao, kiếm được nhiều tượng cam mà không cần thiết phải tốn quá nhiều tăng tốc và tài nguyên. Số lượng tăng tốc và tài nguyên tiết kiệm được thông qua việc này sẽ để dành vô trong KVK đánh nhau một cách quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn. Mục tiêu đa số người chơi luôn theo đuổi đó chính là win KVK. KVK có nghĩa là kingdom đánh với lại kingdom. Còn cái event MGE, event thống đốc hùng mạnh này nè, nó chỉ là một cái event ở trong một cái kingdom thôi. Nếu như các bạn cho tự do đua MGE, đến lúc vô trong KVK, nguồn lực của các bạn không có dư giả nhiều, đánh KVK sẽ rất là chán. Nội bộ kingdom cứ đua lẫn nhau, làm cho thiệt hại lẫn nhau. Trong khi kẻ thù cần phải đối mặt ở phía trước đó chính là những cái kingdom khác ở trong KVK kìa. Một số bạn nói là, ôi tiết kiệm tăng tốc, tiết kiệm tài nguyên để làm cái gì? Đã là boss rồi thì không có ngại gì hết á. Boss người ta có thực lực, tự động người ta đủ sức đạt top MGE mà cũng đủ sức đánh KVK luôn thôi. Các bạn cứ lo xa. Nhưng mà mình nghĩ như vậy không có đúng đâu các bạn. Boss thì cũng có boss này boss kia. Boss thực thụ thì có lẽ là không bao giờ lo những cái vấn đề này. Đối với những cái boss lớn như thế không phải là kingdom nào cũng có đâu. Mà cho dù có đi nữa thì số lượng nó cũng ít lắm. Còn những người mini boss ở trong kingdom thì tương đối nhiều hơn. Một số F2B mình thấy họ chơi tới 5-6 cái clone là chuyện rất là bình thường. Đối với những F2B nào mà chịu cày giống như thế này á, có rất là nhiều clone, thì khi mà họ đua event MGE á, những ông mini boss này chắc chắn phải dè chừng những người này đó. Trước đây mình có làm một cái video clip về việc đua event MGE không tốn tăng tốc dù chỉ là 1 phút. Các bạn có thể xem lại video clip đó để biết được tại sao mini boss lạng quạng đua không lại F2B đâu. Cái ưu điểm tiếp theo khi các bạn fix danh sách top MGE á, là boss họ sẽ cảm thấy được chăm sóc, quan tâm. Tâm lý khi vô trong KVK họ sẽ cống hiến nhiệt hơn, và từ đó tạo làn sóng ảnh hưởng tới những người chơi khác ở trong kingdom của các bạn đánh nhau quyết liệt hơn nữa. Tuy nhiên á, khi các bạn fix MGE nó vẫn tồn tại một số nhược điểm cần phải khắc phục, hoặc là các bạn phải cố gắng giảm xuống tối đa nhất có thể, đặc biệt là cái ông vua á, với lại cái dàn lãnh đạo. Nhược điểm thứ nhất khi fix MGE đó là chắc chắn sẽ có một số bạn âm mưu cướp top MGE. Điều này là không thể nào tránh khỏi đâu. Ông vua và dàn lãnh đạo của bạn sẽ rất là mệt mỏi để phải xử lý những cái trường hợp giống như thế này. Cái này mình nói thiệt là phải chịu thôi. Tại vì ý thức là một điều rất là xa xỉ ở trong cái game này. Không nói gì người chơi Việt Nam, người chơi nước ngoài họ cũng cướp. Cướp xong rồi bay kingdom khác chơi quá trời luôn á. Tại vì cái phần quà của MGE nó giúp cho các bạn kiếm được rất là nhiều tượng. Một số người thì bị điều tra ra, sau khi bay sang kingdom mới thì lại tiếp tục bị Zero truy sát nữa. Nhưng mà không dễ biết được bay đi kingdom nào đâu, trừ khi là cái ông vua của kingdom mới chủ động hỏi cái ông vua của kingdom cũ trước khi cho các bạn nhập cư thì mới biết được thôi. Nhược điểm thứ hai khi fix danh sách top MGE mà gặp ông vua không có công bằng liêm chính sẽ tạo ra khá là nhiều drama, thậm chí là nội chiến. Nội chiến xong thì kingdom sẽ bị yếu hẳn, vô trong KVK chắc chỉ nhờ kingdom khác gánh thôi. Dàn lãnh đạo thì có rất là ít người, người chơi bình thường thì lại rất là nhiều, chiếm đa số ở trong kingdom. 9 người 10 ý cho nên rất dễ xảy ra tranh chấp. Tại sao ông này lại được xếp top cao, người kia lại được xếp top thấp? Chưa kể những người chơi dựa vô quan hệ nịnh vua để được top cao nữa. Này là kingdom nào cũng có hết các bạn. Cho nên các bạn phải thực sự bản lĩnh, công bằng, công tâm mới có thể làm vua được. Nếu như các bạn không fix top danh sách MGE thì cái người làm vua nó rất là khỏe đầu óc. Nhưng khi các bạn không fix như vậy thì mọi người sẽ tăng bô một cách vô tội vạ. Đến lúc mà xếp chọn seed kingdom thì lại khổ, không thể control được bô của kingdom. Cho nên cái việc fix top danh sách MGE là điều chắc chắn phải làm. Vấn đề không phải là các bạn fix hay là không fix, mà vấn đề đây là các bạn cách fix như thế nào á. Fix từ top bao nhiêu trở lên, rồi điểm fix như thế nào. Này mới là điều mà vua và dàn lãnh đạo của các bạn phải đắn đo suy nghĩ rất là nhiều. Các bạn có thể dùng MGE như là một phần quà cho những cái chiến binh thần tướng đã cống hiến nhiều cho KVK vừa diễn ra. Nói chung là có rất là nhiều cách, nhưng mà tất nhiên các bạn phải cố gắng công bằng nhất có thể. Chắc chắn là không thể nào công bằng 100% được rồi, nhưng mà cố gắng công bằng nhất là được rồi nha các bạn. Cái gì fix nhiều quá cũng không có tốt, dồn nén nhiều quá lâu ngày cũng sẽ không tốt. Giống như kiểu tức nước vỡ bờ đó các bạn. Nên tốt nhất là ông vua đôi lúc nên cho mọi người thoải mái đua MGE 1-2 lần gì đó. Ví dụ như những cái key rally nè, key dep chủ lực đã có đủ tượng, đủ tướng rồi,
Hoặc là các bạn canh những cái MGE nào không có những con tướng cần thiết cho KvK thì thôi các bạn để cho mọi người tự do đua một lần. Thì mỗi lần mà event thống đốc nó trước khi xuất hiện nó sẽ thông báo cho các bạn trước nè, đó có những con tướng này. Đấy thì các bạn thấy không có những con tướng mà cần thiết, hoặc là những con tướng này, những người khi chủ lực, những ông boss đã có đủ hết rồi. Thì các bạn cho tự do đua, hoặc là các bạn cho đua MGE tự do lúc mà đang diễn ra KvK ấy. Giống như đợt trước Kingdom của mình nè, có con MGE con Bakan đó. Đợt đó là cũng ở trong KvK, cho nên là Kingdom của mình cho đua tự do đó. Nói thật, nếu như các bạn muốn cướp MGE dễ lắm các bạn. Các bạn cứ nâng điểm tàn tàn theo yêu cầu của Kingdom ở trong 5 cái giai đoạn đầu. Giai đoạn 6 thì các bạn dùng hết lực để tăng sức mạnh bằng cách xây nhà, nghiên cứu trên lính T4, T5, dùng luôn cả mấy cái kho dự trữ cấp 5, cấp 6 á, để các bạn có thể chen được nhiều lính hơn. Rồi các bạn dùng mấy cái ad farm á, tông nhà, tông vào ad chính. Dùng ad farm tông nhà ad chính á, thì sẽ bị chết lính. Còn không thì các bạn đem một cái đạo quân để ngoài đồng, sau đó dùng ad farm đánh vô cái đạo quân đó. Và các bạn canh làm những cái việc này vào khoảng 30 phút hoặc là 1 tiếng còn lại cuối cùng trước khi chốt hạn của cái giai đoạn 6 á, vậy thì các bạn sẽ dễ dàng cướp được top MGE thôi. Sau khi cướp xong thì chắc chắn là các bạn phải chuẩn bị sẵn trước những cái vé hộ chiếu rồi, vừa cướp xong nhận quà rồi bay Kingdom luôn. Chỉ có những top nào gà mờ mới bị cướp MGE thôi, còn những người chơi kinh nghiệm họ đã online trước khi chốt hạn có vấn đề gì là họ chuẩn bị sẵn hết rồi. Nếu như còn 30 phút 1 tiếng cuối mà bạn có dấu hiệu vượt điểm á, thì boss sẽ đưa đạo quân ra ngoài đồng, xong rồi kêu cả Kingdom đánh vào cái đạo quân đó. Hoặc là dùng ad clone tông nhà boss, rồi boss nó cũng có thể chen lính T5 nữa. Về phía của boss á, thì sẽ được cả Kingdom giúp. Còn các bạn cướp MGE thì đa số là các bạn chỉ có một số lượng ad clone ít ỏi thôi, cho nên khó mà các bạn có thể giành được top 1 lắm, nếu như mà người ta đã có chuẩn bị sẵn hết rồi. Bởi vậy cũng hên xui lắm. Thôi nói chung là không khuyến khích các bạn cướp top MGE, trừ khi nào các bạn gặp được ông vua Sida thì các bạn mới làm vậy thôi. Thế thì sơ sơ video clip này đến đây thôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại.